Hello, xin chào các bạn. Mình là Lê Bằng Giang. Hiện tại mình đang có mặt tại quảng trường của khu dân cư Cityland Park Hill. Đây là một khu dân cư này. Đấy. Các bạn nhỏ ra đây đi tập thể dục rất là đông. Đấy. Mình đang quay phim. Đấy. Đây, hai nhỏ nhà mình đang đi ra đây đá bóng này. Đấy. Kia là còn bên kia là cũng là quảng trường của Cityland này. Đấy, chiều chiều là mình cũng ra đây chơi. Đấy, chơi đá bóng với các bạn. Hai bạn nhỏ ở đây. Đây là bạn Quân này. Hello các bạn đi kìa. Đấy, đây là một bạn nữa này. Đấy. Đây là một khu dân cư. Gần như là cũng là VIP của quận Gò Vấp. Đây là trung tâm. Đấy, toàn nhà phố cả. Quảng trường rất là lớn, trẻ em ra đây chơi rất là đông. Chỗ này là rất là rộng, rất thích hợp để đá bóng, thể thao và ra đây tập thể dục bộ buổi chiều. Đây, bên kia kia là khu dân cư VIP đấy và có hồ. Có chỗ vui chơi, chỗ đi bộ bên kia. Tí nữa mình sẽ sang bên kia mình quay. Đây. Hello, Minh Hoàng. Chào bạn, chào khán giả thế nào. Đây. Đang tập thể dục. Rồi bây giờ mình sẽ đi đá bóng cùng với mấy bạn nhỏ nhá. Này quay đi. Nè. Quay các bạn chơi đá bóng. Là bây giờ tôi thấy là không bấm gì nữa đúng không? Quay đi. Quay lung tung và quay bên kia luôn. Con ở đây con. Yeah.
đấy, mạnh như vậy. Hello. Xin chào các bạn đi nào. Đá đâu? Chú bảo vệ chú không cho chơi đâu. Đá ra kia rớt ra ngoài kia bóng người ta đi xe nguy hiểm lắm. Đá thuộc kia kìa. Đá nhẹ thôi. Hay là bay xuống nước luôn á. Quang Hải đấy. Quang Hải đấy Hoàng. Phải không? Nhìn giày đẹp không? Đâu xem nào. Hoàng, xem giày nào. Đấy, giày đẹp thế nhỉ. Có đôi giày đẹp quá nhỉ. À đây, đấy đúng rồi, chưa đây đây. Bay ra đường kia luôn. Không sao đâu, đây đường ít rồi đi. À đây con. Ở chưa đi. Ở đây. Ở đá bên ti đi. Anh Vin bắt đi. Em đá. Thằng em này tranh bóng của anh kìa. Rồi đá đi, ok. Bé ra, anh kia, anh đá một người bây giờ. Đúng rồi. Đá đi. Wow. 1-0. Lùn quá đít rồi. Đúng rồi. Rồi đá đi. Ơi em. Em kêu bắt đá vào em ấy nhá. Em ra đi. Thôi, hai thằng không chơi nữa. Thôi, không chơi nữa con.